Hey, xin chào cả nhà nha. Bây giờ ở Sài Gòn đang là 10 giờ 5 phút các bạn. Mình thử chạy một vòng trung tâm của quận 1 để xem coi xem cái gì ta? Xem Sài Gòn không ngủ coi thế nào nha các bạn. Mình đang bắt đầu từ đường Nguyễn Trãi. Ở đây là bắt đầu đi vào đường Nguyễn Trãi, mình sẽ đi hướng về trung tâm quận 1 qua các con đường lớn như là khu chợ Bến Thành, phố đi bộ Bùi Viện, nhà thờ Đức Bà các bạn. Ở đây là nhân quán hủ tiếu Nam Vang rất là nổi tiếng các bạn. Đây là vòng xoay cống Quỳnh Nguyễn Trãi nha cả nhà. Có một điều mình thắc mắc ha. Bây giờ 12 giờ đêm rồi nhưng mà ở Sài Gòn vẫn còn rất là nhiều chỗ bán bánh tráng trộn đó nha. Khó hiểu. Mình đang đi lại chỗ đường Nguyễn Trãi nè, bạn thấy không? Ở đây là đầu phở gà, cháo gà, nguyên một phố dãy phố này, là đầu bên đường bên tay phải nè bạn, là bán bánh tráng trộn đó bạn. Mới đi qua hết đoạn rồi à, còn rất là nhiều chỗ bán bánh tráng trộn mà rất là khó hiểu, mà 1-2 giờ sáng rồi vẫn còn bán bánh tráng trộn. Đó là lần đầu hôm nay mình đi qua cho một cái nhà cho mọi người xem, mình mới để ý luôn á. Giờ thử đi xuống đường Nguyễn Trãi, được gọi là bây giờ là bắt đầu những chiếc xe cơ giới, xe container, xe ben, xe trên 5 tấn, xe tải nặng bắt đầu vào thành phố các bạn. Đường rất là vắng nha. Ở đây là khu đường Nguyễn Trãi, ở đây có hai cái nhà hàng Dìn Ký và nhà hàng phía bên tay phải Tăng Hải Viên hay gì đó bạn, để mình coi lại phải không, Tăng Hải Vân các bạn. Dìn Ký và Tăng Hải Vân, hai quán ăn đêm rất là nổi tiếng. Và nếu các bạn từ ở nơi khác tới mà các bạn muốn ăn đêm ở kiểu ở nơi Sài Gòn mà ngồi uống trà đâu thì hai quán này hợp lý nha bạn, và giá đồ ăn cũng rất là rẻ. Một tô hủ tiếu mì, một tô hủ tiếu sa tế trong tầm giá khoảng 80-90 ngàn các bạn, hình như là rẻ hơn, hình như là 65 ngàn hay gì đó, mình nhớ là cái giá rất là dễ chịu. Trước mặt mọi người là đang đi vào đường ngã sáu Phù Đổng các bạn. Ngã sáu Phù Đổng buổi tối thì có sinh tố, có cái loại nước sinh tố ngồi ở đây và ngắm xe cộ qua lại. Các bạn ngồi đây thì sẽ có rất là nhiều xe bắp xào, hột vịt lộn, chuối nướng, bắp nướng, khoai lang nướng, khô nướng, cá viên chiên. Đó, mình đang các bạn thấy phía bên tay phải chỗ này sau dịch này thì mới bình thường lại các bạn, chứ lúc trước thì cũng vắng lắm. Đây là ngã sáu Phù Đổng, trung tâm thành phố, là nơi mà mọi người hẹn nhau sau 12 giờ đêm để đi uống sinh tố. Sài Gòn có nhiều cái lạ đó các bạn. Sài Gòn không ngủ mà, hoặc là ai ngủ thì ngủ, ai thức thì thức các bạn. Mình đang đi trên đường mọi người, đây là đường Nguyễn Thị Nghĩa và giao lộ Lê Lai. Bây giờ là các bạn thấy đồng hồ của mình nè, bây giờ là 0 giờ 10 phút, đường rất là vắng. Nhiệt độ thì không biết các bạn, nhiệt độ hôm nay không có đeo cái GH3 nên không biết nhiệt độ bao nhiêu, nhưng mà thấy nó mát mẻ lắm mày. Chúng ta vừa trải qua một giai đoạn rất là lâu rồi, không có dịch, khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng rồi. Biết giờ này ở đây thì thế nào nhưng mà vẫn thử đi vào xem sao. Bạn thấy giờ này qua 0 giờ rồi, vẫn còn rất là nhiều xe cộ ngoài đường các bạn. Trước mặt mọi người là giao lộ Nguyễn Thị Nghĩa với Trần Hưng Đạo các bạn, một giao lộ lớn ở trung tâm quận 1. Chú này chắc đi bán vé số quá. Sài Gòn không ngủ hay cả nhà. We'll be right back.
Đi qua dạo một vòng về phố đi bộ Bồ Viện cho bạn xem, bạn thấy không khí rất là vui không? Nhưng mà chỉ bằng một phần cỡ chừng 1/3 thôi các bạn, vẫn còn rất là ít các bạn. Khách du lịch vẫn chưa có và người đi chơi thì cũng chưa có nhiều lắm. Nhưng mà phục hồi lại được như thế là quá trình rồi. Mình đang chạy về hướng này là hướng nhà là hướng chợ Bến Thành các bạn. Mình nghĩ là giờ này chợ Bến Thành là chắc không còn ai buôn bán mở cửa rồi. Khu chợ đêm chợ Bến Thành hình như là vẫn chưa có mở cửa luôn cả nhà. Tại vì chợ đêm ở đó là phần lớn là phục vụ cho khách du lịch. Nhưng mà các chuyến bay quốc tế cho đến thời điểm này thì chỉ có một vài nước thôi bạn. Đây là những công trình rất là đồ sộ. Từ 5-10 năm nữa thì ở đây sẽ có một bộ mặt rất là khác luôn rồi. Đây là công trường của Thế Trang nha các bạn, nhưng mà đang trong một quá trình gạo trắng lại. Sau này họ dỡ ra thì họ sẽ có một cái không khí rất là đẹp cho cả nhà mình xem. Ê, mình chưa mở đèn nha. Chợ Bến Thành nha các bạn. Cửa đông, cửa tây, cửa gì bắt gì đóng cửa hết rồi. Khu nhà thờ Đức Bà giờ này chắc cũng vậy luôn á bạn. Má thằng điên này tự nhiên nó đái ở đó. Có. Tự nhiên thằng đó nó đái ở trước cửa nhà thờ của chợ Bến Thành của ta, thằng điên đó. Chửi không được. Mình đang đi trên này, đường này là đường Lê Thánh Tôn nha cả nhà. Chỉ có một vài cái cửa hàng đang bán các bạn. Đây, mình đang đi lại tới đi ra lại công viên các bạn. Mình sẽ ghé đường Lý Tự Trọng. Mình đang đi vòng vòng các con đường ở trung tâm quận 1, trung tâm Sài Gòn. Giờ này là qua 0 giờ rồi. Bây giờ là 12 giờ 20 phút các bạn. Bạn có thể hình dung được độ của có thể có một cái nhìn vui vẻ về trung tâm quận 1. Cái khu ăn chơi thì giờ này tầm họ sẽ đi về các quán bar về đêm bạn. Giờ này vô đèn đỏ. Giờ này vô đèn đỏ nguy hiểm lắm bạn. Đường Thủ Khoa Hưng, cửa Bắc chợ Bến Thành. Thủ Khoa Hưng là đi thẳng tới cửa Bắc chợ Bến Thành nha bạn. Mình đang dạo vài vòng cho các bạn xem ở đây. Mình thấy họ đóng cửa sạch hết rồi. Nhưng mọi người thì vẫn còn đông. Các quán nhậu ăn uống thì vẫn còn tấp nập lắm cả nhà. Mình mới đi qua thư viện ở trên đường Lý Tự Trọng vậy. Thư viện thành phố rất là lớn. Sinh viên
nay chạy qua thời sinh viên thì chắc cũng có vài lần đặt chân vô đó đọc sách. Phía trước mình là đường Bách Tơ các bạn, mình sẽ rẽ trái đường Bách Tơ để đi về nhà thờ Đức Bà như thế nhỉ. Mọi người thấy ở phía bên tay phải của mình nè, có quán cà phê Thức Coffee nè các bạn. Ở Sài Gòn hệ thống quán cà phê Thức Coffee là họ bán trên 24/24 các bạn. Mình thường hay ngồi Thức Coffee ở chỗ Butter này với Thức Coffee ở bên chỗ Quang Trung gần chỗ ngã 6 rồi dấp các bạn. Đường Butter có hạt me rất là đẹp. Ở Sài Gòn có một cái nghề rất là hay các bạn, nghề đi hái me dốt. Tức là mấy anh chị nào người ta chuyên đi thích leo trèo được các bạn, người ta sẽ lựa những cái cây me để hái me dốt về người ta bán các bạn. Là những cây me này nè, họ lên họ rung lắm. Trước mặt mình là đường Lưu Duẩn nè nha, sẽ rẽ phải để đi qua quanh nhà thờ Đức Bà. Giờ này là khuya rồi, ít có người đi đó các bạn, mình cũng buồn ngủ lắm rồi. Nhà thờ Đức Bà bây giờ là ngày 24/6/2020 nha cả nhà. Nhà thờ Đức Bà vẫn đang trong quá trình sửa chữa lại, quá trình sửa chữa này kéo dài rất là lâu, họ gào lại rất là kỹ lưỡng các bạn. Ngoài hình như là không có cho tạm dừng việc tham quan các bạn, nhưng mà vẫn được tham dự các thánh lễ. Đây là tượng Đức Mẹ này nha các bạn. Bây giờ này cũng còn rất là nhiều anh chị đi đến viếng nhà thờ, viếng Đức Mẹ đọc kinh lên chuỗi các bạn. Đây là bưu điện thành phố nè nha cả nhà. Đường giờ này thì vắng rồi ha. Ở Sài Gòn hay lắm, tới mình vẫn hình dung được, chưa hình dung được là tại sao có rất là nhiều xe bánh tráng trộn, tới 1 giờ sáng rồi vẫn còn bán. Quên nói cả nhà biết, chủ nhà thờ Đức Bà có một cái quán nước, họ bán đồ ăn giặt đồ rất là ngon. Mình không biết họ bán tới bao lâu, nhưng mà mình ngồi ở đó được tới lúc 2-3 giờ sáng thì vẫn còn bán cả nhà. Đang đi về đường Lê Duẩn, mình sẽ rẽ qua Hai Bà Trưng rồi mình sẽ đi về đường Lê Thánh Tôn, rồi mình sẽ quay ngược lại đường quay ngược lại nhà Bến Thành các bạn, chợ Bến Thành các bạn. Xin anh nghe nghe. Đường sách thành phố đã mở cửa trở lại rồi nha cả nhà. Trên đường Hai Bà Trưng có một cái con hẻm rất là nổi tiếng, đó là hẻm 76 Hai Bà Trưng các bạn, một hẻm ăn vặt, mọi người nên nhớ tới đó. Để có bạn bè thì biết chỗ dẫn đi ăn các bạn. Ở Sài Gòn có rất là nhiều con đường để cho các bạn đi ăn, đường ăn vặt như là chợ Bà Hoa ở Tân Bình nha. Từ 2 giờ chiều là có vô số món ăn. Dạ vâng. Rồi tới xẹt qua quận 10 xíu có chợ Campuchia, xẹt qua quận 4 thì có chợ 200 Sớm Chiếu, xẹt về quận 1 thì có quận 1 thì có hẻm 76 Hai Bà Trưng các bạn. Nó có rất là nhiều hẻm, hẻm Lê Văn Sĩ, hẻm
Lê Văn Sĩ mà bán buổi tối nha bạn. Nhưng mà mấy cái chợ đó thì bạn cứ nhớ bạn bè dẫn tới đó chơi là được bao đẹp rồi. Các bạn thấy trước mặt mình là ủy ban thành phố, buổi tối lên đèn rất là cổ kính, đường xá vắng vẻ, nhìn rất là đẹp các bạn. Đó, mình học qua đây là để muốn cho các bạn xem thành phố mình, thành phố, trung tâm thành phố buổi tối như thế nào bạn. Giờ này thì chỉ có ở trung tâm quận 1 thì còn đông nhộn nhiều bạn. Chiếc kim rất là bèo, đưa chúng ta quay trở lại chợ Bến Thành các bạn. Mấy bên đây là chỗ bán bánh canh đồ bạn. Chưa có ăn thử bún bò Huế đồ, cơm tấm đêm đồ. Mấy chỗ này mình chưa có ăn lần nào hết, mình nên không biết nói sao với các bạn luôn. Đây là cửa Bắc nè, phía bên đây là khu chợ ẩm thực các bạn. Cảm ơn mọi người xem video tới đây nha. Hôm nào có dịp rảnh mình sẽ đi review cho bạn xem về các khu chợ ở đây tiếp nha các bạn. Tình hình không khí về đêm ở Sài Gòn như thế nào nha cả nhà.